Thưa quý vị, thưa các bạn, hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Bulgaria đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Hai bên dành ưu đãi cho nhau về mở cửa thị trường, qua đó sẽ giúp mở rộng hơn nữa thị phần cho hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là những sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu của hai nước. Giá trị thương mại hai chiều giữa Việt Nam Bulgaria hiện duy trì ở mức trên 100 triệu đô la Mỹ. Tính đến tháng 7 năm 2020, Bulgaria có 9 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 31,1 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 66 trong số 130 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Bulgaria các mặt hàng tiêu dùng truyền thống như dệt may, da giày, máy tính, điện thoại, cao su và các mặt hàng nông sản như cà phê, gạo, điều, thủy sản. Và nhập khẩu từ Bulgaria các mặt hàng nông sản, thực phẩm như lúa mì, dầu ăn, hoa quả khô và rượu. Dự án nước chúng ta thời gian qua thì cũng đã có sự phát triển tốt đẹp. Và trong đó thì kinh tế cũng là một trong những trụ cột của sự hợp tác. Theo tôi thì hiện nay thì quan hệ đầu tư thương mại song phương giữa Việt Nam và Bulgaria hiện đang đứng trước một số những điều kiện thuận lợi. Thứ nhất là mối quan hệ của chúng ta đã có lịch sử truyền thống lâu đời và tạo nên nền tảng vững chắc với 70 năm quan hệ ngoại giao. Bulgaria là một trong 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Thứ hai, đó là lợi thế do Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA mang lại và những ưu đãi dành cho nhau trong cam kết mở cửa thị trường sẽ giúp cho việc mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu giữa hai bên, nhất là các sản phẩm hai bên có thế mạnh. Mà hiện nay thì Việt Nam chúng ta của chúng tôi thì chủ yếu xuất khẩu sang Bulgaria các mặt hàng tiêu dùng truyền thống như là dệt may, da giày, cao su, nông sản, rồi máy tính, điện thoại và những mặt hàng mà chúng tôi nhập khẩu từ Bulgaria thì cũng mới chủ yếu là các mặt hàng như nông sản, thực phẩm. Trong khi danh mục các sản phẩm tiêu dùng thế mạnh của cả hai bên còn rất nhiều và nhu cầu thị trường của Việt Nam và Bulgaria vẫn còn rất nhiều tiềm năng và dư địa phát triển lớn trong cái thời gian tới. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, Bulgaria là thị trường tiềm năng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt thị trường và doanh nghiệp Bulgaria đã biết tới hàng Việt Nam. Hơn nữa, Bulgaria là thành viên chính thức của Liên minh châu Âu EU, vì vậy khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, đã mở ra nhiều ưu đãi về thuế quan cho sản phẩm hai bên. Để nâng tầm các cơ hội hợp tác, Bộ Công Thương cùng Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria đã nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam về thông tin thị trường, làm cầu nối với các đối tác Bulgaria, hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thâm nhập thị trường và kinh doanh. Bộ cũng lựa chọn những doanh nghiệp có thực lực, quyết tâm để kết nối đối tác với doanh nghiệp Bulgaria, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và Bulgaria về thông tin thị trường, tham gia các hội chợ, triển lãm, các chương trình kết nối kinh doanh và đầu tư. Là một cơ quan chính phủ của Việt Nam chuyên trách về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công thương, Cục Xúc tiến Thương mại chúng tôi luôn tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Bulgaria về thông tin thị trường, hỗ trợ tham gia vào các hội chợ triển lãm lớn của hai nước, là đầu mối thông tin và kết nối nhu cầu của doanh nghiệp hai bên. Tôi tin rằng với những nỗ lực và thiện chí hợp tác cao nhất, các doanh nghiệp hai bên sẽ thành công và hợp tác kinh tế thương mại song phương sẽ phát triển vượt bậc. Nếu chúng ta có thể tận dụng và khai thác triệt để hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cũng như tiềm năng thương mại to lớn sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, thì tôi tin rằng quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Bulgaria sẽ bước lên tầm cao mới. Danh mục các sản phẩm tiêu dùng thế mạnh của cả hai nước còn rất nhiều. Nhu cầu thị trường Việt Nam và Bulgaria vẫn rất tiềm năng và có dư địa phát triển mạnh trong thời gian tới. Đây là những đánh giá tại Hội nghị Giao thương trực tuyến sản phẩm hàng tiêu dùng Việt Nam-Bulgaria 2020 do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức mới đây. Hội thảo có sự tham dự của hơn 70 đại diện các cơ quan doanh nghiệp hai nước. Những thông tin được chia sẻ tại hội nghị này là những cơ sở để doanh nghiệp hai bên xây dựng và định hướng kế hoạch kinh doanh, tối đa hóa lợi ích từ EVFTA, đẩy mạnh hợp tác, giao thương. Đối với Bulgaria, thương mại với Việt Nam hết sức quan trọng vì Việt Nam đang tăng đáng kể sức ảnh hưởng trong khu vực cũng như trên thế giới. Muốn khai thác EVFTA để xây dựng mối quan hệ thương mại bền vững từ việc xây dựng chuỗi giá trị mà trong đó doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Bulgaria đóng vai trò chính. Bộ Kinh tế và Chính phủ Bulgaria sẽ tiếp tục tạo những ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và giao thương với Bulgaria. Với quan hệ song phương Việt Nam và Bulgaria có nền tảng lâu đời và phát huy thế mạnh của cả hai bên cùng mở cửa và hội nhập
đều là thành viên của WTO, mối quan hệ song phương Việt Nam-Bulgaria còn gắn bó với tư cách là thành viên của ASEAN và của EU, thì trong thời gian tới, với sự hội nhập ngày càng mạnh mẽ về kinh tế và xã hội và sự nỗ lực của cả hai quốc gia, mối quan hệ sẽ ngày càng phát triển sâu sắc và chặt chẽ hơn, góp phần vào sự tăng trưởng và thịnh vượng chung giữa Việt Nam và Bulgaria trong kỷ nguyên mới. Tại hội nghị, sau phiên toàn thể, doanh nghiệp hai bên đã bước vào các phiên giao thương trực tuyến theo phân nhóm mặt hàng. Tại đây, các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện thuận lợi để quảng bá, giới thiệu và chào bán trực tuyến các sản phẩm chất lượng cao tới những nhà nhập khẩu, phân phối tiềm năng của Bulgaria, đồng thời tìm hiểu về những điều kiện thâm nhập thị trường và cách thức tận dụng cơ hội thị trường Bulgaria từ EVFTA. Đối với Bulgaria, thương mại với Việt Nam hết sức quan trọng, vì Việt Nam đang tăng đáng kể sức ảnh hưởng trong khu vực cũng như trên thế giới. Hội nghị rất ý nghĩa vì Bulgaria muốn khai thác EVFTA để xây dựng mối quan hệ thương mại bền vững từ việc xây dựng chuỗi giá trị, mà trong đó doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Bulgaria đóng vai trò chính. Bộ Kinh tế và Chính phủ Bulgaria sẽ tiếp tục tạo những ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và giao thương với Bulgaria. Cũng trong khuôn khổ hội nghị trực tuyến đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Cục Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Bulgaria. Theo nội dung thỏa thuận, hai cơ quan xúc tiến thương mại của hai quốc gia sẽ trao đổi thông tin liên quan đến các chính sách và biện pháp được hai bên áp dụng để thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm tổ chức, điều hành các hoạt động cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức hội thảo, triển lãm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác nhằm tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của cả hai nước.